Sáng nay ngày 1 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung, trưởng ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm chủ trì. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân bao gồm 8 nội dung chính: tuyên truyền giáo dục thi đua khen thưởng, hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, hoạt động quân sự quốc phòng, hoạt động trưng bày, hoạt động gặp mặt giao lưu, hoạt động dân vận chính xác, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động đối ngoại quốc phòng và tổ chức họp mặt kỷ niệm. Chuỗi các hoạt động kỷ niệm được diễn ra từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2024. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung khẳng định đây là chuỗi hoạt động có ý nghĩa quan trọng, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ đảng viên quần chúng và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh về truyền thống đấu tranh dựng nước giữ nước của dân tộc, nâng cao tinh thần yêu nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực ban tổ chức các hoạt động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, các địa phương có liên quan, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch theo từng nội dung, hoạt động chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, báo cáo kịp thời với ban tổ chức tiến độ thực hiện, những vấn đề khó khăn phát sinh. Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang chủ trì xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất phim tài liệu Lực lượng vũ trang Kiên Giang chặng đường 80 năm đồng hành cùng đất nước. Chương trình văn nghệ tổng hợp với chủ đề Hát mãi khúc quân hành, phối hợp với các cơ quan địa phương có liên quan, thực hiện kế hoạch và tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân.